Mái tóc chắc khỏe, dày mượt và óng ả phản ánh phần nào sức khỏe của cơ thể. Điều đó có nghĩa là khi cơ thể đầy đủ các dưỡng chất phù hợp, bao gồm vitamin, khoáng chất, bạn sẽ có mái tóc khỏe và đẹp. Mái tóc không khỏe mạnh thường mỏng, khô và rụng nhiều. Khi đó, cần xem lại chế độ dinh dưỡng, có thể cần thay đổi dầu gội hoặc đi thăm khám để biết rõ nguyên nhân. Những thay đổi về kết cấu và độ dày của tóc có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Nếu mới sinh con, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng rụng tóc sau sinh do thiếu hụt nội tiết tố. Chế độ ăn giàu protein, chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt, biotin, sắt và vitamin sẽ là nguồn cung cấp dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng nang tóc và mái tóc khỏe mạnh. Sau đây là một số thực phẩm nên có mặt trong bữa ăn hàng ngày để nuôi dưỡng và chăm sóc tóc hiệu quả hơn. Trứng. Trứng giàu protein và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của tóc, bao gồm choline, sắt và các vitamin A, D, B12. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong trứng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tế bào, đặc biệt là các tế bào mắt, da và tóc. Trứng còn giàu biotin, là thành phần không thể thiếu của sợi tóc. Thiếu hụt biotin có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc. Bạn có nguy cơ thiếu hụt biotin nếu đang mang thai hoặc cho con bú, suy dinh dưỡng hoặc mắc một số căn bệnh rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như bệnh Crohn. Các loại đậu đỗ. Các nang tóc được hình thành từ protein. Vì vậy, ăn đủ protein là cách tuyệt vời để kích thích mọc tóc. Các món ăn từ đậu như đậu que, đậu xanh, đậu đen hay đậu phụ là nguồn cung cấp protein và folate giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, ngăn ngừa rụng tóc. Folate là thành phần cần thiết để nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh. Thiếu hụt folate có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, kèm theo các triệu chứng tóc mỏng và thay đổi sắc tố trên tóc. May mắn thay, các loại đậu đỗ lại rất giàu folate. Bí ngô. Bí ngô giàu sắt và beta-carotene, tiền chất của vitamin A, một loại vitamin quan trọng cho sự phát triển của tóc. Ngoài ra, bí ngô còn giàu vitamin C, E, giúp chống lại gốc tự do, sửa chữa các tế bào cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường xung quanh. Magie trong bí ngô là khoáng chất quan trọng trong hơn 600 chức năng của cơ thể con người, góp phần giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Magie tham gia vào quá trình tổng hợp protein cũng như chu kỳ sinh trưởng của tóc. Nếu thiếu hụt magie, quá trình tổng hợp protein trong cơ thể có thể bị gián đoạn, tăng nguy cơ rụng tóc. Sữa chua. Sữa chua vừa là món ăn ngon miệng, lại vừa tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất nuôi tóc. Thuộc tính đặc biệt nhất của sữa chua đó chính là men vi sinh. Lợi khuẩn trong sữa chua giúp cơ thể bạn hấp thụ tốt nhất chất dinh dưỡng để duy trì chu kỳ mọc tóc đều đặn và nuôi dưỡng sợi tóc khỏe mạnh. Cá. Cá rất giàu protein, omega 3, selen, vitamin D và vitamin B. Những dưỡng chất này phối hợp cùng nhau giúp cho mái tóc chắc khỏe. Theo một nghiên cứu, những phụ nữ bổ sung omega 3 đã cải thiện tình trạng rụng tóc, tóc thưa và mỏng. Những món ăn giàu omega 3, chẳng hạn như cá, có thể giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn. Thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng rụng tóc, gây ra các mảng hói đầu trên da do tình trạng tự miễn. Cá giàu vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh. Phụ nữ tiền mãn kinh có nguy cơ thiếu hụt vitamin D, vì vậy hãy tăng cường những loại thực phẩm giàu vitamin D để giúp ngăn ngừa rụng tóc.